Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cửa Tùng TV của mình. Hôm nay thì thời gian gần đây thì mình không có làm video được, tại vì vào năm học mới rồi, mình cũng có rất nhiều công việc ở trường nên không làm được. Thì hôm nay thì nhân kỷ niệm Quốc Khánh, mình sẽ đi quay một vòng không khí đón Tết Độc Lập của thị trấn Cửa Tùng cũng như xung quanh của huyện Vĩnh Linh nha các bạn. Mình sẽ đi một vòng các địa điểm tổ chức đón lễ độc lập, xem không khí của người dân họ đón Tết Độc Lập ở đây như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát nhé. Mình là từ cây xăng thị trấn Cửa Tùng. Ta đang đi qua trường cấp 2 trung học phổ thông Cửa Tùng. Quá trình xây dựng sửa lại, chợ Do là dãy nhà đảng ủy, các khối cơ quan đoàn thể của thị trấn Cửa Tùng. Xa chúng ta có thể nhìn thấy cột cờ của xã Bình Tân cũ, nay là thị trấn Cửa Tùng, và đối diện với chúng ta là cơ sở 3 của trường tiểu học Cửa Tùng. Bây giờ chúng ta đã đi vào địa phận của xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh nha các bạn. Ở xã Vĩnh Thành thì có một khu di tích lịch sử cấp quốc gia, đó là cột cờ Huyền Lương. Di tích cột cờ Huyền Lương là nằm ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh nhá. Bây giờ thì họ đã sáp nhập thêm, thì bây giờ họ gọi là xã Hiền Thành. Trước đây thì là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh. Bây giờ chúng ta đang bước vào xã Vĩnh Thành, vào địa phận xã Vĩnh Thành. Một tí nữa thì mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở khu di tích cột cờ Huyền Lương. Ở đây thì nó có khu di tích đôi bờ, có nghĩa là bên bắc thì là của xã Hiền Thành, bây giờ là có cột cờ Huyền Lương, còn bên kia thì bên phía bờ nam thì cũng có một khu di tích. Thì vì vậy nên họ cũng gọi là khu di tích đôi bờ là như vậy.
bắt đầu vào địa phận của trấn Hồ Xá, huyện Mỹ Linh nhé. Oh,
huyện Vĩnh Linh. Ở đây có ủy ban, có cơ quan huyện ủy, cơ quan của khối mặt trận. Tòa nhà cao nhất đó là tòa nhà ủy ban huyện. Đi một vòng sau đó chúng ta sẽ qua đường phố xá. Dân có đi chợ nhiều không nhé? Qua chợ Hồ Xá. Quay đi. Chợ Hồ Xá. Năm nay tình hình bệnh nên là mình thấy là người dân họ ít mua sắm, họ ít tụ tập các bạn ạ. Đường xá rất là rộng rãi. Có thể nói là chưa có năm nào mà đón Tết Độc Lập người dân ít tụ tập, ít đi chơi như năm nay. Năm nay đây là chợ Hồ Xá, rất ít đúng không? Không có khách, không có người đi chợ mấy.
tỏ một điều là phòng chống dịch bệnh Covid-19 rất là tốt, không đi chơi nhiều và không tụ tập đông người. Như vậy đó, Thái mình thấy là cũng giống như một số nơi mà mình đã đi qua từ sáng giờ, thấy rất là bình thường, người dân đi tụ tập.
bạn đi qua để thăm cái không khí của ngày Tết Độc Lập tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương nhé. Để chúng ta xem ngày hôm nay là ở khu di tích đôi bờ là có đông khách hay không nhá, hay là năm nay thì do cái dịch bệnh nên thì cái lượng khách du lịch đến thăm khu di tích này cũng giảm đi. Mình cùng đi qua đó xem là khách có đông hơn hay là giảm đi nha các bạn. Bây giờ là chúng ta bắt đầu vào địa phận của khu di tích. Đây xa xa là các bạn đã có thể nhìn thấy cái cột cờ của bờ Bắc mình đó. Đây là cột cờ Hiền Lương nằm ở địa phận của xã Vĩnh Thành cũ, nay là xã Hiền Thành của huyện Vĩnh Linh. Còn bên kia cầu Hiền Lương là thuộc huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị nhé. Đây là bắt đầu chúng ta đi vào khu di tích. Năm nay thì theo như mình nhìn như thế này thì mình thấy là chắc là năm nay khách cũng rất là ít, không có khách du lịch rồi. Đường xá rất là rộng rãi thôi, không có khách chứng tỏ như vậy. Đây chúng ta nhìn vào đây là cột cờ Hiền Lương. Cột cờ Hiền Lương đúng là năm nay không có khách các bạn. Năm nay không có khách gì hết. Không có khách. Mình thử qua bên bờ Nam xem là có khách không nhé. Đây. Đây là cầu Hiền Lương mới các bạn ạ. Còn bên kia là mình sẽ quay lại để một tí nữa mình sẽ quay sang để coi ạ. Đó, đó là cầu Hiền Lương cũ. Ta nhìn sông Hiền Lương cho các bạn rất là trong xanh, rất đẹp. Đúng là năm nay do dịch bệnh nên là không có khách các bạn. Khu cắm cờ có khách. Bên bờ Nam cũng thế, có khách. Rồi mình sẽ đi quay lại một vòng nhé. Năm nay do dịch bệnh nên là không có khách các bạn ạ. Cả hai bên đều không có khách cả. Tắt đi.